đem nó đi về lấy cứu người luôn rồi. Đàn lâu người banh khác. Mặt mũi em. Nó nát luôn rồi. Quan rau ấy nổi gì? Rau qua đông cháu ơi. Quan rau là rau. Hôm qua lại tí là hết cả em ạ. Để cho mày đó, mày đổ rau vào. Bây giờ mình nổ một phát là 3.600 xịn xò. Đời không có thế. Cái này là mấy 3.000 mà lấy đùi nhỏ. 3.000 đùi lớn thì còn. Ôi, chết mẹ đùi nhỏ. Đùi nhỏ. Lại chết nữa. Này. À, đùi to cái giống ra rước ra đi. Rồi đùi nhỏ các bác. Đùi nhỏ mà. Má vỗ bên kia vì chết vỗ bên này còn tạm tạm được. Rồi 14.920. Khoác áo, khoác áo. Khoác áo Ruby Tut. Coi số má coi chạy luôn. Lại bình yếu. Để chở nước đi bơm. Vâng, hôm nay tiếp tục em lại vào nhận một cú điện thoại vào review bán chiếc Ford. Khoác áo 3.600 nhưng mà lại là 3.000. Hên cái là có thắng hơi anh em. Cầu 3 tấn bánh đôi. Nói chung là cũng được. Tạm thời là cũng ok. Mặc là ok. Đấy nha. Mặc là tạm được. Rất đẹp. 2 mét. Rồi 2 mét các bác. 2 mét phù hợp. Dài 3 mét. Vừa đẹp. Quá đẹp. Cái này nó lắp cái này nó thấp ghê ha. Đi mượn bình ở đâu mà lấy bình thì không lên. Hay lâu ngày quá nó không nổ. Lâu quá. Để mấy tháng nay nằm chết mẹ. Thế nào? Cái mô cái mô có cái mô đỡ hắn đỡ được. Hắn làm to. Cái này cái gì đang mới vậy ta, chú? Cái nắp nhớt anh, nắp bình nhớt á. Nắp đổ nhớt mới cái này nắp lô mà toàn đồ lô không có cái gì đâu. Để vặn vào chứ. Không cần vặn, hắn này nó xài cái cục cao su. Cục cao su à. Nếu như mà 3.600 đúng rồi lại ngon nha, cái này 3.000 rồi lại là dở rồi. Lên đồ cái này là thôi xong rồi. Không chả. Đâu phải 3.600 thôi. Là 3.000 nó lên nó thuốc ông này này. Ừ. Ông không biết mấy ông cứ đi mấy ông đổ mua mấy ông mua. Đâu mua cả bộ này luôn. Đâu. Ở đây lúc mua lâu chưa? Mua lâu. Mua nhiêu? Lúc mới mua cái thời đó cái xe này không dưới 70-80. Không. Hơn á. Bắt đầu cỡ 70 triệu. Không, cái lúc đang cần. Mấy đâu mấy năm rồi? Mấy năm. 80 ta. Cũng tầm đó bởi vì lúc đó hút mà. Chưa. 2-3 năm đúng rồi, năm nay. 20, 19, 20, 18, 19, 20, 21. Đó, đang sốt. Nó phải 90 á. Lúc đó là tiền không á, cái mọt này là không tiền lắm cái này. Nhưng mà bây giờ thì lại chết thế. Nhìn được số bằng xe cháu. Làm sao đứa của mày mẹ. Mẹ cái bọc của mày là cực kỳ bọc là bằng cả xe này thôi. Cái này không có đời các bác nha. Em nãy giờ phân vân em lên chút cho nó vui uống một siêu phẩm. Phô à. Ơi. Để test máy là máy coi sao chứ. Cái đi, để lỡ này mình những review tí không được thì để giờ review tôi bán giùm.
cái đó. Rồi được. Tốc. Ừ. Tốc mà lại thấp mới chết đi. Chết. Là dính không đi được. Chết luôn. Không bao giờ chạy được. Cái bây giờ phải làm. Thứ hai là phải lên bánh lại. Lên vỏ cao lên. Lên vỏ 10. Lên vỏ 10. Lên vỏ 10. Đâu cái này lên vỏ 9 được rồi. Lên vỏ 9. Lên vỏ 9. Này lên vỏ 8. Vỏ 8 25 16 đấy chứ. Không được, được 8, 25, 20 thì là ngon. Còn ngon thì 8, 25. Không, cái này lên 8, 25, 20 này. Thì được. Chứ còn 9 là to. To. Là dính, dính sàn. Dính sàn. Nhưng mà phải đợi nhíp lên này nhỉ. Trước cầu này bao nhiêu? Cầu này cầu 3 tấn rưỡi. Cầu 3 tấn rưỡi thì phải đổ nhíp lên. Mà cầu 5 tấn thì ngon. Cầu Trung Quốc á. Đúng là cầu, nếu mà cầu 5 tấn thì ngon. Dạ. Yeah. Rồi gì? Cầu 3 tấn rưỡi mà còn đúng. Đúng ra cái này mà cầu 5 tấn thì là này. Lên vỏ xong rồi ra đây thì nó đẹp. Cầu xe rắc. Rắc Trung Quốc vào. Nhưng mà rắc đầy đầu nó cũng nói chung thì chán thua, đầy đầu chán thua. Nhưng mà chế được cái thắng hơi cũng tạm được. Thứ hai bây giờ cái này là lên 8 là ngon này. Thứ hai lên nhíp đây. Lên nhíp nữa rồi. Rồi. Rồi này. Này, đưa ra đây tí nữa là đẹp. Rồi, cao lên dài nữa là đẹp luôn các bác. Đấy. Bây giờ cái này mới có 3 mét thôi mấy. 3 mét, 2 mét. 3 mét, 2 mét. Để đây từ đầu năm đến giờ các bác nha. À, đây là cậu của thằng cháu này. Thằng cháu này bán lúc đầu tiên kêu bán một cái 3 ngàn. Thì Lê Tuấn lên cách đây 3 tháng. Đấy. Thì hôm nay tiếp tục người cháu này lại điện Lê Tuấn lên. Review bán giùm cho ông cậu. Đấy. Thì cũng đang còn đề xem máy nổ nếu như thế nào, rồi tiếp tục cuộc hành trình để hỏi giá cả. Nếu như cái ông chủ này không mua được thì Lê Tuấn cũng báo giá cho anh em, để anh em ai cần thì điện thoại cho Lê Tuấn 0394 3898. Thì xe này là xe 3000 các bác nhá. Khoác áo 3600. Vỏ thì 14928. Vỏ 14928. Là răng. Thì đồng bộ thì các bác biết rồi. Thì các bác về các bác phải đưa lên, nới lên. Thay bánh, thay vỏ, đưa lên nữa là ok. Cơi nới lên, thay nhíp. Rồi để cái này thấp không được này. À, tức là thất bại. Đi là vướng. Nếu như đi kéo là vướng. Thậm chí vướng là không kéo được. Đây là một sai lầm lớn của những người mua. Thì cũng từ cho đó cho nên là thằng cháu này nó bị không xài nữa. Đúng rồi, anh có tặng rồi đấy. Nếu là đi vào lô để mà tăng mua là không đi được. Một khi đây là để đây là nó như vậy chứ vô lô mà nó lút nữa. Là dính. Thậm chí là bứt luôn. Đúng rồi, thì nhanh lún nữa là gì? Mưa lún nữa, đúng không? À, lún nữa là. Rồi, ok. Rồi, tạm thời là như vậy. Đó là phân tích của anh em đóng góp để nó có một cái logic thứ hai để mua bán được các bác nhá. Rồi, và cuối cùng thì cũng đã đem bình về, nhưng bình này lại lại hết, gọi là hết thuốc. Đấy, và cuối cùng thì chờ đợi một video sau thì Lê Tuấn sẽ coi như là review. Còn mặt nạ thì hết rồi các bác nhá. Đấy, mong các bác thông cảm tí, để tí nữa rồi em mặt này gọi là mặt nạ. Cái này là con gà mặt nạ. Rồi. Nói chung thì em cũng nói thật với các bác thì bất cứ chỗ nào là em lên là em review là bán được. Quan trọng là bán tiền, bán nhá. Rồi, rất tuyệt vời. Và cuối cùng thì cho em xin chân thành cảm ơn các bác. Một mùa Noel chuẩn bị đón năm mới các bác nhá. Đấy, còn có 6-7 ngày nữa năm mới. Ok, và xin chào các bác. Hẹn lại video sau.